nhiều, có nhiều các đài dưới hết, đài dưới đây giữa đài trên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên núi sợi, nhiều sợi các đài từ 6 đi cho đến cái viên lớn nhất mình lấy đi. Ngon. Còn cái đây nang thọng hay là sỏi tí mình sẽ kiểm tra xem nó nhãn bài thọng nhưng là sỏi tại vì nhãn bài thọng là phải nằm giữa đúng rồi nó nằm gần với cực cực nhu mô nhu mô thường là nang trong cái dạng nó có sỏi trong nang thì bình thường đây sỏi lóc bốn năm viên thì đây nang nhưng mà em phải giãn nang tại vì nó tròn o này thấy không mở rất đều đó cái này không phải nó không phải là sỏi 30 hay 8 30 cực trên này không có cực trên nó nhiều 1 2 3 4 cái mà không được gì nữa nằm như mô còn cái giãn này bình thường nằm một phải giữa chứ phải nằm đợt mà bốn nang chính chỉ có bốn nang từ bao nhiêu đấy tới 30 mươi này nhất là chắc 20 20 tới 30 đi bốn nang năm sáu cạn âm từ 6 cho đến như thế này sỏi nang bốn nang đại từ 6 cho đến như thế này sẽ như thế này từ 6 đến 15 ly 4 nè